Anh ơi, chú anh có cái điện thoại nào cấu hình khủng, giá phải rẻ không? Nếu có cho em mua con với. Ui thiếu gì, em lấy mấy con Xiaomi ấy. Ôi Xiaomi em dùng chán rồi, anh có cái nào hàng hiệu không? À hàng hiệu à? Có, vừa về một con xịn. Thế này. Đấy. Đây là Galaxy, Samsung Galaxy A90 nhá. Giá một gần 855 đồng ạ. Màn hình mẹ Full HD cộng mà lại rẻ có hơn 6 triệu. Vào đây chỉ cho xem. Đây là những chiếc điện thoại với cấu hình rất là khủng mà giá lại vô cùng là rẻ nhá. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình của nó trước này. Đây là những chiếc điện thoại của thương hiệu Samsung, có tên là Samsung Galaxy A90 5G. Việc đầu tiên là chúng ta được biết là nó có thể sử dụng được 5G đúng không? Và cấu hình của nó như sau. CPU là Snapdragon 855. Anh em nghe thấy khủng không? Snapdragon 855 luôn đấy nhá. Nó chỉ nằm trên những chiếc flagship dòng S, dòng Note mà được phân phối thị trường Nhật Bản, thị trường Mỹ, thị trường Hồng Kông và thị trường Trung Quốc đại lục, thì nó vẫn có sở hữu chiếc Snapdragon gần 855 thôi. Tất nhiên là theo nó là đồ họa rất là khủng Adreno rồi. Bộ nhớ trong của những sản phẩm này là 128GB, RAM là 6GB. Nói chung là cấu hình như này thì anh em có thể chơi gần như là đủ loại thể loại game rồi. Cấu hình của nó bằng một chiếc Galaxy S10 Mỹ, bằng một chiếc Galaxy Note 10 Mỹ, bằng những chiếc điện thoại Samsung cũ với mức giá là tầm 10 triệu. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần mua với mức giá chỉ hơn 6 triệu thôi nhá. Những sản phẩm này chúng ta chỉ mua mức giá chỉ hơn 6 triệu thôi. Thì cụ thể bên mình đang bán, hiện tại mình đang làm clip này nó vào cuối năm 2020 ấy, chưa sang năm 2021 đâu. Thì giá là hơn 6 triệu. Để cập nhật chi tiết sau này nó có thay đổi giảm giá tiếp, chắc chắn là sau này nó giảm giá rồi chứ không thể lên tại 7 8 triệu được. Đó, thì để cập nhật chi tiết anh em vào đường link mình để dưới mô tả nhá, hay là cụ thể website mình là mm.vn ấy. Anh em có thể điện thoại cho mình là số điện thoại là 02 56 52 6 7 8 9 để anh em cập nhật về giá sản phẩm này. Đó. Đây là một trong những sản phẩm thương hiệu cấu hình khủng và giá rẻ số ít thôi bên mình đang kinh doanh. Thì những sản phẩm của Xiaomi thì mình không nói rồi, thương hiệu Xiaomi cũng rất là lớn và nó nổi tiếng là cấu hình cao giá rẻ rồi, nhưng mà Samsung nó là một trong những thương hiệu rất là sang chảnh, một trong hai thương hiệu lớn nhất về điện thoại ở trên thế giới, và nó lại có những cấu hình rẻ như vậy, một cái điều rất là lạ đúng không? Mà lạ điều tiếp theo ấy, đó là đây là sản phẩm được sản xuất và phân phối tại Hàn Quốc bởi những nhà mạng Hàn Quốc, và cụ thể là mình thấy chủ yếu là từ nhà mạng Korea Telecom thôi. Những sản phẩm này chỉ sử dụng được một sim thôi anh em nhé, chỉ sử dụng được một sim thôi. Đó, một điều vô cùng là lạ ấy, là từ trước đến nay ấy, thì những sản phẩm của Hàn Quốc nó hay sử dụng chip của Hàn Quốc là chip Exynos, nhưng mà mình cũng không rõ là vì sao những sản phẩm với phân khúc tầm trung này nó lại sử dụng một cái CPU rất là cao như vậy, là chip Snapdragon 855. Mình nghĩ có lẽ là Snapdragon 855 là một trong những CPU đầu tiên hỗ trợ 5G. Thế nên là thời gian đấy là thời gian mà Hàn Quốc đang triển khai 5G thì nó sản xuất luôn cái này. Cụ thể nhất thì 5G ra mắt vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2019 ấy. Thì sản phẩm này ra mắt vào tháng 9, tháng 10 năm 2019, có nghĩa là hơn một năm một chút rồi. Đó, nhưng đến bây giờ mình mới quan tâm với nó, bởi vì sao? Bởi vì cầu rất là khỏe luôn. Bởi vì từ trước nay Samsung ấy, thì cũng như anh em xem clip này và mình đều quan tâm những sản phẩm flagship như S và Note thôi. Có những sản phẩm dòng A này rất ít quan tâm, mà thực ra ở Việt Nam ấy có một cái điều chết đây, ví dụ như là A70 của Việt Nam rất là đắt, hay A80 cũng rất là đắt, giá trên 10 triệu cơ. Thế nên là anh em không hề quan tâm dòng A mà anh em quan tâm flagship thôi. Thì lần này là nó rẻ rồi, mà mình thấy cơ hình khỏe quá nên mình phải lấy cho anh em. Đó, việc đầu tiên là mình sẽ khoe qua về máy trước nha. Anh em có thể nhìn thấy này, nó cũng tương tự như những chiếc điện thoại mà phân khúc tầm trung của năm ngoái, đấy. Giống khá là giống với những sản phẩm ví dụ như là của Xiaomi, hay là những sản phẩm của một số thương hiệu Trung Quốc làm nhái theo. Ví dụ như là nó có một màn hình giọt nước này, cũng tràn viền, màn hình khá là lớn ở đây. Đó, nó có cụm 3 camera được dọc vào phía bên tay trái như thế này, nhìn rất là quen thuộc đúng không? Và có những cái màu sắc pha trộn. Thì sản phẩm này nó lại có cái thiết kế khá là lạ, đây nó chia là 3 mảng màu. Đó, cái này thì mình thấy khá là đẹp. Đây, cái màu đen cũng vậy này. Và cũng có màu sắc biến đổi, đây là cái mốt của năm ngoái rồi, đúng không? Đó, cái về camera thì nó chỉ có 48 megapixel thôi, camera sau trước nó là 32 megapixel. Nói chung là camera mình không nói nhiều nữa, bởi vì sản phẩm tầm trung của Samsung ấy thì nó cũng khá là ổn về camera rồi đúng không? Mình sẽ không còn nói nhiều nữa, mình chỉ xoay quanh về cấu hình của cái sản phẩm này thôi. Đó, thì việc đầu tiên nhá, sản phẩm này có cái màn hình AMOLED rất là đẹp ở đây, đó, rất là sáng và đẹp. Tất nhiên là khi thay thế rất là nhiều tiền, đó, anh em phải giữ gìn. Và mục tiếp theo đó là cái pin của sản phẩm này, nó lên đến 4.500 anh em ạ, nó lên đến 4.500 cơ.
rất là khỏe, và đây là một trong những sản phẩm bên mình nhập về ở cái trạng thái là gần như là dùng lướt, gần như là không sử dụng. Mà các cửa hàng khác người ta hay gọi cái mức độ là gì, trả bảo hành đấy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái siêu viền vẫn chưa bị lột ra luôn đây anh em này. Cái siêu viền nó vẫn chưa bị lột ra, có nghĩa là gần như chưa sử dụng, đã lột, sử dụng là đa phần đã lột ra rồi, đúng không? Đó, anh em có thể nhìn rất là đẹp nha. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về cấu hình cụ thể hơn. Bây giờ mình sẽ có một cái phần mềm, là phần mềm AnTuTu Benchmark nha. Đây mình đã cài vào sẵn rồi. Anh em có thể vào lại cái phần xác minh nhá. Đây, xác nhận này. Để nó kiểm tra liệu cái sản phẩm này có tồn tại trên hệ thống hay không, bởi vì một số sản phẩm được làm nhái thì cái này nó sẽ không hiển thị được, đúng không? Đây. Có thể thấy nhá. Trên này nó ghi là Samsung A Galaxy A90 5G này. Đó, về thông số kỹ thuật thì ở đây nó có thông báo tên này, CPU của anh em nhìn thấy không? Snapdragon 855 luôn. Đó, anh em thấy khổ không? Lõi thì có 8 lõi ai cũng biết rồi, và theo chip đồ họa là Adreno 640. Chơi game nói chung là khỏi suy nghĩ luôn. Game gì bây giờ cũng chiến được, đúng không? Đó, độ phân giải màn hình của nó là Full HD cộng đó, 1080x2400. Đó, cảm biến gia tốc thì có hỗ trợ này, cảm biến nhiệt độ cũng không hỗ trợ, cảm biến ẩm không hỗ trợ luôn. Cảm biến trọng lực có hỗ trợ, cảm biến ánh sáng hỗ trợ, nó những cái này thì nó là cái thông tin cơ bản rồi. Đúng không? Đó. Và đây thì xem lại cấu hình nhá. Đấy, xem thiết bị của tôi này. Thì ở bên này chúng ta có thể nhìn thấy là camera sau là 4885. Camera sau gồm 3 cụm, cụm lớn là cái camera lớn nhất là 48 megapixel. Đó. Bộ nhớ RAM là DDRAM LPDRAM 4X. Có dung lượng RAM là 6GB. Đó, anh em nhìn thấy không? Nó dung lượng RAM là 6GB đấy. Đó. Tốc độ bus của nó là 2133 MHz. Ở đây nó có bộ nhớ lưu trữ, cái này mình thấy hơi lạ, không hiểu vì sao lại báo như này. Thì nhà sản xuất người ta có công bố là 128GB. Đó, nhưng mà ở trên phần mềm AnTuTu thì nó báo 137,44GB, không biết lấy đâu ra cái bộ nhớ như này. Nhưng mà trong cái vấn đề test thực tế thì mình sử dụng được khoảng hơn 100GB đó, là chuẩn, không có gì sai lệch cả, bởi vì là thấy nó báo hơi lạ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng được hơn 100GB, đúng không? 128GB. Đúng không? Là kiến trúc của CPU thì cái này chúng ta không quan tâm gì, bởi thực ra mình đếch biết là cái gì cả. Đó. Đây. Các thông tin tiếp theo là màn hình là Super AMOLED nha. Mật độ để ảnh là 420 dpi này. Đó. Màn hình là 6.7 inch. Nói chung là màn hình cũng khá là đẹp, rất là xịn. Đây, các ống kính như nào, cái này chúng ta sẽ camera trước là 32 megapixel này, có thể quay phim ở 2. Nói chung là những cái thông số như này thì cũng để cơ bản là chúng ta sử dụng mà quay phim chụp ảnh cũng tương đối là đẹp. Còn cái quan trọng là cấu hình nó quá là khủng luôn, khi mình chạy AnTuTu Benchmark nó đạt đến những 457.000 điểm cơ. Có thua kém, không hề thua kém một chiếc flagship của cái hãng nào cả. Ví dụ như là Xiaomi thì có Xiaomi K20 Pro. Ở Samsung thì có những sản phẩm như Note 10S, 10 xuất sang thị trường Mỹ, Nhật hay là Trung Quốc ấy, thì nó mới đạt đến cái mức độ như thế này, đúng không? Đó, với số điểm cao này sợ anh em mình là tốt nhất nhá. Mình sẽ chạy lại nhá. Anh em cùng kiên nhẫn chờ đợi mình cùng một lúc này. Thì lại nói với anh em nào để về chưa biết về cái điểm AnTuTu đấy thì mình nói luôn. Cái AnTuTu Benchmark này thì hiện tại bây giờ Google Play đang cấm không cho phát hành, không cho tải trên đấy rồi. Nhưng đây là một trong những cái phần mềm được từ cái hồi mà những smartphone ra mắt ấy, những chiếc Android ra mắt ấy, thì được rất là nhiều anh em tin cậy để đánh giá là một thiết bị. Nó là một trong những cái phần mềm mà nó sẽ chạy giả lập như là chơi game, như là xem web, như là tiêu thụ pin, tất cả các thứ ở trên này, và đưa ra một cái điểm đánh giá chung về những sản phẩm này. Thì những sản phẩm là điểm càng cao thì sản phẩm nó là càng tốt, nhưng nó sẽ có chi tiết về những cái ví dụ như là CPU sử dụng như nào này, độ hao pin như nào. Đó, thì bây giờ anh em cùng chờ đợi mình chút nữa là mình sẽ cùng công bố kết quả của sản phẩm này nhá. Cao luôn. Cụ thể CPU này, đó, là GPU này. Tốc độ truy xuất này. Và cái điều đặc biệt này, pin giảm 4%, như
nhiệt độ chỉ có tăng 1,6 độ C thôi. Đó, quá là ổn cho cái máy của thương hiệu Samsung với mức giá chỉ hơn 6 triệu đúng không anh em? Hiện tại hơn 6 triệu thì anh có thể mua được K20 Pro và sản phẩm này là một trong những hai lựa chọn anh có thể chọn. Thì K20 Pro thì thực sự nó vẫn thuộc dạng Xiaomi, nó vẫn phân phối theo cái dạng cao cấp. Còn dòng này nó chỉ là dạng trung cấp của Samsung thôi. Đó, em này nhìn nhá. Pin này. Đó, màn hình này. Cấu hình sơ qua như vậy. Đó, cái này thì phải nói thật với anh em, để mà chơi game nó quá là ổn luôn rồi, bởi vì cấu hình nó quá là cao và giá là rất là rẻ nhá. Đây, mình có tải thử cái hai game này. Thì mình đã chơi thử thì mình thấy không có gì phải suy nghĩ cả. Chơi hết hai game mà anh hay chơi cho PUBG hay là PUBG chiến đấy. Đó, ở đây thì mình có cài một cái phần mềm 4info để xác minh nó đúng là Samsung hay không. Đây, sản phẩm này rất điều đặc biệt, nó cũng sản xuất tại Việt Nam luôn. Đây là một trong những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng không bán ra tại Việt Nam. Đó. Samsung Tenma modem là A908N. A908N đúng không? Đó, ngày sản xuất là ngày 25 tháng 9 của năm 2019, nghĩa là ra mắt được 1 năm rồi. Đây, báo màu xanh này. Đó, sản xuất thị trường Hàn Quốc. Quốc gia bán là Korea ấy. Hàn Quốc. Đó, em nhìn nhá. À, phiên bản sử dụng là Android 10 luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Đây, bộ nhớ RAM là 6GB. À, dung lượng ở trên hiển thị hệ thống là 5.52GB. Đó. Camera là ống kính thường thường, đi những sản phẩm bằng camera mà sử dụng mà ống kính chip snap hay đi theo ống kính của Sony. Nhưng mà chả hiểu sao ở trên này nó ghi là máy ảnh 12 MP mà thông số của nó là 48 MP ấy. Không biết là cái phần mềm này nó hiển thị như này là như nào, mình không hiểu rõ. Đây. Ngày kích hoạt là ngày 29 tháng 1 của năm 2020 luôn. Nói chung là cái này mới sử dụng thôi. Đó. Bây giờ chắc vẫn bán ra tại Hàn Quốc, không biết là bạn nào xem clip này mà hiện tại đang sống ở Hàn Quốc không biết có cái máy này, thì bạn comment bên dưới để anh em ở Việt Nam cũng biết nhá. Thì sản phẩm này bên mình nó nhập về với cái trạng thái là máy gần như chưa sử dụng, dùng lướt vẫn còn như siêu việt, và mình bán thành máy cũ thôi chứ mình không bán theo cái dạng trả bảo hành như những cửa hàng khác người ta nói. Thì để mà mua được những sản phẩm cấu hình cao như này ý, mà giá rẻ này, thì anh em có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789 nhá. Hoặc em chat trên Facebook bên mình là msm.vn điện thoại siêu rẻ, hoặc là vào website mình là msm.vn để đặt hàng. Cũng như là nếu anh xem kênh YouTube và clip YouTube này của mình thì anh em có thể bình luận ở bên dưới video thì mình sẽ tương tác và mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua cái sản phẩm này. Giá rất là rẻ, chỉ có hơn 6 triệu thôi. Đây là đầu năm cuối năm 2020, đầu năm 2021 thì giá chỉ thế thôi, sau này nó sẽ rẻ hơn. Thì anh em cập nhật chi tiết ở đây cho mình nhá. Thì về cái sản phẩm này ý, thì thực ra là bây giờ là hàng nhái với cả hàng dựng cũng nhiều rồi. Thì ngày hôm sau mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em chọn mua những sản phẩm này làm sao cho chuẩn nhất. Nên anh em cứ đón chờ subscribe kênh YouTube này của mình và chờ đợi nhá. Mình cảm ơn anh em xem clip, chào hẹn gặp lại anh em.